Hello Nam. Nam đi học mới về nè mọi người. Chào mọi người đi Nam. Bữa Nam là mới đi học về, ra đây phụ ăn bánh với bà nội nè mọi người. Hôm nay con đi học về mệt không? Chú nghe bà nội nói là sáng nay con dậy sớm lắm nè, đúng không? 4 giờ rưỡi. Ồ, dậy sớm quá vậy? 4 giờ rưỡi con dậy rồi. Con dậy sớm thì con làm gì mà dậy sớm vậy? Con không biết nữa. Rồi xong rồi mấy giờ con mới vô lớp? 5 giờ rưỡi con ra. Con tới 6 giờ. À, 6 giờ lên lớp. 6 giờ lên lớp thì dọn bàn xuống cho cô. Làm dọn gì? Dọn bàn xuống cho cô á. Dọn bàn xuống cho cô. Á. Ừ. Rồi làm gì nữa? Quét nhà, lau. Quét nhà, lau nhà. Lau bảng. Lau bảng nữa. Ủa, cô là cái đó là cô phân công. Có mình cô làm à? À, con làm phụ cô hả? Dạ. Ồ, giỏi vậy. Cô kêu hay là con tự con phụ cô? Cô vừa tới là con lên lau làm. Ờ, à, con vô làm giùm phụ, giùm cho cô luôn. Tại có mỗi ngày là có bạn kia làm, muốn mấy bạn kia giờ đi chế lại mấy anh lớp 3. Xong thấy con làm phụ cô. Ừ, là con vô con làm phụ cô hay là cô kêu? Con tự con vô sớm con làm á hả? Dạ. Ồ, giỏi như vậy trời. Không, lúc đầu cô kêu lên lầu làm cái rồi xuống luôn á. Thấy cái này quen quen con lên luôn. Là sáng là bé Nam tranh thủ đi sớm nè, vô phụ cô lấy bàn xuống nè, lau bảng nè, lau ghế nữa hả? Mày giỏi vậy ta. Rồi giờ con học về con ăn uống gì chưa? Dạ. Ăn rồi hả? À? Ăn bữa nay ăn cái gì nè? Ăn trứng chiên. Ăn trứng chiên nữa. Lấy canh rau rau ngổ. Canh rau ngổ hả? Ngọt. Canh cải ngọt hả? Cải ngọt. Con là rau ngọt. Đó là canh cải ngọt. Canh cải ngọt thịt bằm đúng không? Chào ba ơi. Hà Mười đi đâu á? Đi phân cơm cho chặt gì đó. À. Hôm nay con học có điểm không? Có điểm nào không? Đâu có điểm đâu, có tính điểm đâu, lớp 2 đâu có tính điểm. Ồ. Đâu có khi mới tính điểm cơ. Chỉ tính ngôi sao. Tính ngôi sao. Sao là chỉ A thôi. Sao? Ai điểm kém là chỉ A, ai mà điểm cao là chỉ ngôi sao. À, nó ngộ vậy ta? Chắc có chấm điểm không? Chị mà tư tưởng đâu vô con trả bài phải chấm điểm chứ. Cháu chấm điểm thì con 7 điểm, 8 điểm nữa. Ờ, giỏi vậy. Rồi, mấy nay cô có trả bài, có thuộc bài không? Có học bài thuộc không? Thuộc mấy đứa bài nữa. Ừ? Thuộc mấy đứa bài. Thuộc mấy nửa bài à? Thuộc mấy nửa bài có bị ăn cay không? Không. Không hả? Ờ, đúng rồi. Còn nửa bài là giỏi rồi, gán học thêm nửa bài nữa. Đây. Bé Nam có khách là bé Nam chạy ra bán phụ bà nội nè mọi người. Mấy cây? Nhiều quá hả? Chú mua 2 cái hả? 4 cái. 3 cái. 3 cái tiếng, 2 cái bánh ship. Mấy hôm nay có ai điện hỏi thăm con không? Không. Không à? Có cái con nữa, kết bạn con. Cô nào? Cái con ở bên Đà Nẵng chút. À, đó bà nội Nga. Bà nội Nga đó. Bà nội Nga kết bạn con hả? Dạ. Bà nội Nga có điện cho con nói chuyện con không? Con cũng biết nữa. À, là chú nói hay gì? Chú nói. Ừ, đúng rồi. Bữa bà nội có xin số của con á, rồi chú cho đó. Rồi nói bé Nam là ít có cầm điện thoại lắm. Có gì liên hệ với chú. Đó là bà nội đó. Bữa bà nội chắc bà nội bận á, thôi bà nội qua thăm con rồi đó. Bà nội Nga ở Đà Nẵng, nhớ nghe. Bà nội Nga. Bà nội bà nội bữa cho con 500 đó. Bà nội Nga giờ là đi công tác. Ừ đúng rồi, bà nội đi công tác ở đây nè, về thành phố công tác nè.
cho nên là bà nội bận quá, bà nội hôm qua không mà được. Với lại hôm qua con nghỉ đúng không? Dạ. Hôm qua con đâu có bán, hôm qua sao không bán? Bà nội con đau bụng mất, đau bên ngô tử hả? Rồi còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Đau hoài. Chứ thầy chú biết là bà nội nhưng qua nghỉ nè, rồi đi làm giấy cho con nè. Làm giấy đúng không? Ừ. Rồi con qua con đi học rồi về con làm gì? Con quên bài. Con quên bài. Con nói nhỏ con không hiểu. Con nói đứng năm yên. Mấy năm mốt, 50 con đâu biết 50 đâu. Con không à, 4 giờ con dạy ngồi đó con đọc bài gì con nói 51, 54. 50, 51 rồi con mới biết là 51. 51 là trang 51 hay sao? Trang 51. Ờ. Rồi con mới hiểu ra con nói chết. Giờ sao? Giờ mình không biết, không nhớ bài rồi. Ờ tại là cô điện cho con hả? Không, con điện cho cô. À, con điện cô hỏi ha. Đúng rồi, nào không biết thì điện cho cô. Rồi nay mặc quần kéo thì tới gúng gì không? Kéo xuống. Ờ quần dài quá hả? Cái quần con dài quá vậy. Nào kêu bà nội lên đi để kéo hoài vậy. Dài không? Rộng hả? Cái quần giống cái quần giống cái quấy đó. Kêu bà ăn bánh nha. Đây bà nội ăn bánh rồi. Đây bà nội, đây mọi người, bà nội hôm nay bán bánh rất là được luôn, hay bán rất là nhanh luôn, nãy giờ thấy ủng hộ quá trời đó. Chào bà nội nha, hôm nay khách thấy khách bán được không bà nội ha? Khách quá trời luôn. Uống nước đi nào, ngồi đi uống nước đi. Dạ, bữa nay thấy khách lợi ủng hộ đều. Giờ này cũng 12 giờ hơn rồi. Quán cũng còn ít hơn nha mọi người. Đây. Con có hay uống nước ngọt không? Uống ít nước ngọt thôi nha. Con đâu có uống chứ con đang uống gì? Con uống trà đá mà. Lâu lâu con mới uống nước ngọt đúng không? Đúng rồi, ít uống thôi. Uống gì? Nhiều quá, nhưng tôi uống trà đá năm chục. Uống nhiều là mốt bị béo phì á. Sao không? Tiểu đường. Tiểu đường, ừ đúng rồi. Tập cho uống nắng để mốt mình uống nắng. À, mình uống có mình uống nắng. À, con uống thuốc được không? Nam là mới vừa đi học ra là chạy ra bà nội mọi người. Chạy ra phụ bà nội bán bánh đây. Hôm qua thì bà nội nghỉ bà nội đi làm giấy tờ nha mọi người. Hôm nay bà nội bán lại đây. Nghe bà nội kể là bé Nam hồi bữa chủ nhật là dắt bạn gái đi chơi đúng không? Không, hai chị em sinh đôi. Bạn con á. Lớn hơn con mấy. À lớn hơn con hả? Rồi con đi đâu chơi vậy? Quận 12. Quận 12 à, nãy con nói quận 12 à. Quận 12 chú ở trên Tân Bình à, cái gì? Nghĩ gì con mấy nữa. À, xa lắm. Xa lắm hả? Con đi với ai? Mấy chạm mua phí mới qua được cái chỗ đó. À. Đi là mấy cô nhắn á. Trên đạo Thiên Chúa. Là con đi với mấy cô á hả? Dạ. À. Cô hội gì? Đại Thiên Chúa. À, con đi theo với cô chơi. À. Đã sớm đi. Ừ, đi bằng gì? Đi bằng xe 7 chỗ. Hồi xuống rồi ta. Lên chợ nói rồi. Lên không có được. Không.
Lên trển có ăn được gì không? Được. Ăn bún. Trển cho ăn bún. Ăn mâm bún. Cái là cái mâm mâm vuông của mình á chú. À. Lên trển. Mâm gì mà đây. À. Rồi đi chừng nào về sáng đi sáng đi hả? Sáng đi 1 giờ được. Một giờ trưa về. Sáng cỡ 6 giờ tới 8 giờ rưỡi. Lên trễ là 9 giờ 10 giờ. Tới chỗ đó chơi đúng 11 giờ. 1 giờ xuống chơi đến sáng. Ăn xong rồi ăn trưa xong rồi về chút. Mấy bạn bao ăn gì? Vua có người mấy ngàn ăn đó chú. À. Mua 2 ủ. Giá ua hả? Dạ. Ừ. Con còn 7 ngàn sao đủ ăn không? Mấy hùng vô chú. Hùng vô. Con đi học ra là con quán bà nội tới chiều luôn hay là giờ con đi về nghỉ? Dạ con bán từ nào nãy con về. À chứ con không có về nghỉ trước hả? Ờ. Ok, giờ bánh cũng gần hết rồi mọi người. Thôi mình xin dừng clip ở đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nha. Bye bye bên nào. Bye 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 bà nội. Bye bye.